rồi. Hôm qua thì sạt ít rồi mà. Đêm hôm qua thì mưa cả đêm thì sạt nhiều lắm. Ôi, thế là vừa rồi cháu thấy là xuống là sạt một ít thôi mà bây giờ đến tận đây rồi. Vâng. Đến tận cột rồi. Đêm hôm qua mới xuống được mà. Ôi, cái phần này là hôm qua cũng bị là rồi. Cái này là hôm qua là mưa là cũng bị lấp hết cả phần móng này rồi. Con chào các ông các bà. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đấy, ông đi đâu rồi? Ông đi kia. Ông đi kia? Vâng. Thế ông ra kia làm gì? Không biết. Không biết á? Vâng. Thế là Mạnh ở nhà là trong nhà? Vâng. Vừa rồi thì cháu được vừa mới xuống nhà của hai ông cháu nhìn thấy là mối là bé Mạnh là ở nhà đâu các bác. Công việc của anh em thợ thì hôm nay là anh em thợ không có đi làm được các bác ạ. Sáng nay thì anh em thợ có nói với cháu Lực rằng là nhà của anh thợ là hiện tại là đang bị sạt cho nên là anh ấy phải ở nhà. Hôm nay thì anh thợ có điện cho cháu Lực buổi sáng các bác thì có nói rằng là sáng hôm nay là nhà anh ấy bị sạt ấy. Cháu Lực cũng chưa biết là bị sạt như thế nào cả, để một tí nữa cháu Lực đi vào và xem là nhà anh thợ sạt như thế nào. Thì công việc của anh em thợ hôm nay là tạm gác lại, là chưa có thể là xuống nhà hai ông cháu mà làm được các bác ạ. Thế ông thì đang ở tận đâu? Ở kia. Ông đang làm gì ở kia à? Có phải không? Vâng. Thế là Mạnh là buổi sáng đi học chưa? Đi rồi. Đi, sáng nay là Mạnh đi học rồi à? Vâng. Thế Mạnh là học lớp mấy? Lớp 1. Lớp 1 A mấy? Lớp 1 A. Lớp 1 là A1 hay là A2? Lớp 1 A1. Lớp 1 A1 à? Vâng. Thế sáng nay là ai đưa Mạnh đi học? Ông. Hay là ông đưa Mạnh đi học à? Vâng. Mạnh về nhà lâu chưa? Lâu rồi. Về nhà lâu rồi à? Vâng. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi đúng không? Vâng. Cháu Lực nhìn thấy là mắt của Mạnh này các bác này. Hình như là lại bị đau mắt rồi. Mắt của Mạnh thì có đau không? Không. Không đau đâu à? Vâng. Sao đỏ đỏ đấy nhỉ? Vâng. Thường xuyên là bị đỏ đấy các bác này. Chắc là nghịch cát hay là nghịch gì xong là bị bắn vào đấy. Bây giờ là không phải là Mạnh 5 tuổi nữa rồi mà là Mạnh 6 tuổi rồi. Ở dưới nhà Mạnh thì phải nói là có con dín rất là nhiều các bác ạ. Đốt chân là ở đấy sưng cả lên rồi. Nào chú xem nào. Ở nhà có dầu gió không? Không. Ở nhà hết dầu gió rồi à? Vâng. Hôm nọ chú đưa cho thì hết dầu gió rồi à? Vâng. Có dầu gió thì phải lấy dầu gió bôi. Thế Mạnh ở nhà hay là đi ra kia với ông? Nhà. Ở nhà thôi à? Thế Mạnh ở đây nhá. Để chú ra kia với ông nhá. Vâng. Nhà trong nhà nhá. Vâng. Rồi. Cháu Lực nhìn thấy là ông đang ở ruộng quá ạ. Không biết là ông đang làm cái gì ở bên ấy đây. Nhà của hai ông cháu thì chỉ có mấy thửa ruộng ở bên này thôi các bác ạ. Có vẻ như thời gian này mưa nhiều quá là cái chỗ ra phần bên này này cũng vậy. Cũng bị sói mòn, cái này là cái đất mà cái đất hôm nọ là đào nền nhà ấy, là đổ xuống cái đất mượn đấy. Thế là lấp xuống là cái ruộng nhà ông hết rồi. Cháu chào ông nhá. Ông đang làm gì đây ông? Đây ông ơi, ông đeo cái này xong ông gửi một lời chào tới các bác nào. Đây, cháu đeo cho ông ấy. Ông gửi một lời chào tới các bác nào không? Chào các bác, các chị nhá. Hôm nay là ông làm việc gì đấy ông? Làm mấy cỏ vô dụng này. Cỏ? Thế là hôm trước là ông không phun thuốc diệt cỏ à? Chưa phun đâu. Vừa lấy cỏ này xong mới đảm. Thế là bây giờ ông đảo như này để cho
đào nhổ cỏ đúng không? Vâng. Là làm cỏ đúng không? Vâng. Hôm nay mấy anh em thợ có bảo với ông là không đi làm chưa? Mấy nó bảo vắng không về làm. À. Thế bảo là nhà anh thợ, nhà anh phòng là bị sạt ở đâu à, ông? Cái nhà nhiều nó ở trên này sập lở. Đứt vào trong ao cá nó hết rồi. À. Ở quần sàn cũng bị. À. Hết rồi. À. Nơi nó đi bây giờ chuyển thóc nữa. À. Châu nhà to trên này. Thế là chuyển hết đồ đạc là ra ngoài à? Không dám ở trong à? Dám ở trong nước chuyển về nhà tự cho thì chia là to lắm mà. Cả cuốn nó cũng gáy và cái rồi. Hôm đó là xong rồi đào phát xong hết. Tối hôm qua lại lở tiếp. À, tối hôm qua lại sạt lở tiếp à? Vâng. Cho thấy là vừa rồi xuống kia là trốn điện nhà kia là cũng bị sạt à ông? Rồi để một tí nữa hai ông cháu mình đi xem. Bây giờ thì để ông làm việc một chút đã. Vâng. Tối hôm nay có thì mới cả liên đến sáng nay đến 7-8 giờ mới chẳng. Ê, sáng nay thì là ông đưa Mạnh đi học à ông? Vâng. Đưa đi mẹ hò nghỉ đi, cùng mẹ về nhà. Sẵn quân lên để mà cùng ông làm một tí cỏ ruộng đó cô bác. Vừa rồi thì cho lực là có ra phía nền nhà đó cô bác ạ, thì thấy là có một số chỗ là bị sạt thêm rồi. Cái phần mưa nó lâu quá đó cô bác ạ, thì không thể tránh khỏi được. Ui, cái này cũng sâu phết đấy ông nhỉ? Sâu. Cái này là cứ đảo như này không? Vâng, đảo như này nữa. Cho dế nó đốt xong nó là mọc dế mới về. Ừ. Cái này đất buồn nó sâu lắm. Ừ. Cái này thì làm cỏ đây thì làm mấy lần không? Một lần thôi. Một lần này thôi à? Ừ. Thế là có nhiều đấy, rất là nhiều cỏ đấy nhở, ruộng nhà ông ấy. Nhiều cỏ thế này đó. Cái này mà cho Mạnh vào làm thì đúng là và chỉ vào đây là giấm lúa thôi ông nhỉ? Có vẻ như là cái đất ruộng nhà ông là đất bùn nhiều quá không bác ơi. Những cái cây này là không phải cỏ đâu, nó không phải thóc, không phải cây lúa đâu ông nhỉ, cây này. Cái này là cây dại thôi. Gần nó lấy có thì nó rơi xuống là rơi nó mọc lên. À. Đến vào ban đêm thì là thời tiết mưa rất là nhiều các bác ạ, ban đêm ấy. Chỉ có là ban ngày thì là đến trưa thì bắt đầu là thời tiết là nắng lên thôi. Bây giờ thì chỉ có là trời nắng lúc nào thì là làm lúc đấy thôi các bác. Như là mây mù trên này là sắp mưa mà. Vâng, đây trên này là chuẩn bị là mây đen là kéo đến rồi này. Ở đây thì là hầu như là bà con ở trên vùng cao của bác ạ, thì đa số là sống nhờ vào là phần ruộng nương thôi. Nếu mà bỏ ruộng nương thì phải nói là không có gì để mà ăn luôn đấy. Cái khe suối kia mùa này là nhiều nước lắm không nhỉ? Nhiều đấy. Cho lực zoom lên cho các bác xem này. Ở dưới kia thì là mùa này nước suối chảy rất là xiết mùa này ấy. Không có được à? Suối. Sáng nay là mưa là không qua được bên này ra bên kia không? Vâng, nước to lắm. Giờ còn khoảng một tí rồi. Ừ. Này ông thử kia nó không dám đi cái dùng cái nhà nhổ bên kia. Không dám ra bên đấy à ông? Vâng, nước to lắm.
sắp lửa to lắm, bảo đi chuyển lấy con gì lấy thóc nó về, không đi được. Ừ. Chiều nó mới nước còn một tí mới đi được. À. Cái mạnh là còn tuổi khá là nhỏ cho nên là không có đi, không có làm được những công việc này lắm các bác ạ. Bây giờ nếu mà đi vào ruộng này, đi vào ruộng là chỉ có gọi là dấm hết cả lúa đi thôi. Mạnh thì phải được tầm độ là 3-4 năm nữa thì là mới giúp được ông là nhiều việc hơn. Như nhà của hai ông cháu này các bác này thì cũng thực hiện vào cái giai đoạn như nhà của hai anh em Hải Sử là vào đúng cái mùa này. Vào đúng cái mùa này thì cháu Lực cũng đang lên móng. Năm trước thì là mưa ít hơn nhưng mà năm nay thì là lượng mưa của nó là nhiều hơn các bác, kéo dài ngày nữa. Có năm nào mưa nhiều hơn năm nay đấy. Năm nay là mưa nhiều hơn hả ông năm nay ấy? Vâng. Thấy là đường xá tất cả mọi cái là đều là bị sạt lở hết. Này là như kiểu là ông để nước nguồn vào đây thành ra là nó mới như này đấy ông nhỉ? Ruộng thì là thấy là ông bón phân vào thì rất là tốt các bác ạ, ruộng này ấy. Mày ơi, mày ăn. Hai ông cháu là thời gian này thì là ngủ ra phía cái lều nhỏ này này cô bác này. Những cái cây gỗ này thì là hôm nọ ông tận dụng lại là cây gỗ ở nhà cũ để mà dựng lên thôi. Rồi bây giờ thì phải được tầm độ là hơn tháng nữa thì hai ông cháu mới được đi vào nhà mới. Để mà có nhà mới để mà ở được. Mạnh sáng nay lên lớp là đi nhận lớp à ông? Vâng. Đi đến mấy giờ chiều thì mới về ông? 4 giờ ấy. Đến 4 giờ mới về à? Vâng. Hôm nay thì đi ngay đầu tiên thì học một buổi. À, học một buổi sáng này à? Vâng. Chắc là cũng chỉ ngồi vào nhận lớp thôi nhỉ? Lớp. À, thấy là... Thì đây đi là học 3 tuần. Học trước lúc 4, lúc 3, lúc 5. Lấy ở đây Mạnh, lấy ở đây. Mấy ơi, học trước đi. Lấy ở đây. Mạnh là thấy là cháu Lực nhìn thấy là từ xa xa là xách một ấm nước này các bác này, xách một ấm nước ở đây này. Lấy nước cho ai ấy? Hả? Lại chạy đi rồi. Nước này là nước chà mắt gà hả ông? Vâng. Ông uống một ngụm không? Hả? Ông uống một ngụm không đây? Ông chạy bửa quá. Thế là thời gian này xuống là ông uống cái trà mắt gan của ông rất là nhiều nhỉ? Vâng. Cái trà mắt gan này thì là rất là tốt cho gan của bác ạ. Để giải độc gan tất cả mọi cái nữa. Thời gian này xuống thì cũng uống... Ôi, thằng không treo á, tí đủ xuống nhá. Thời gian này xuống thì cũng uống cái trà mắt gan của ông rất là nhiều. Nếu các bác có uống trà mắt gan thì có thể là liên hệ cho cháu Lực.
Nó à, lúc mà muội uống nó đỡ hơn ông nhỉ? Vâng. Wow, uống nước này rất là mát các bác ạ. Nếu mà lúc mà đang nóng nóng là uống nó hơi hơi khó một chút đâu nhỉ? Ừ. Chát mà tí. Vâng. Nhưng mà để muội vào uống cảm giác như nó rất là nhạt. Chả mát gan thì ông có thể đây này các bác này, đây là ông đun trong trong cái này các bác này. Cái này là đun được tầm độ 2-3 lần đúng không? Vâng, 2-3 lần. Đun được 2-3 lần uống à? Vâng. Một cân thì phải uống là cũng khá là lâu đúng không các bác, một cân đấy. Ôi giời, ra đây rồi á? Biết làm không? Làm rồi, tí áo quần. Tí lại bẩn hết áo quần rồi đấy, không biết làm đâu. Không biết là làm, biết làm nhiều cái cây này ra. Một tí là bẩn hết quần áo rồi Mạnh á. Rồi, vừa ghi hình xong rồi vừa làm cùng ông một chút. Công việc hôm nay thì mấy anh em thợ cũng tạm hoán lại cô bác ạ. Mình thấy bảo là nhà anh thợ là chuyển hết đồ đạc đi ra nhà mới. Hôm qua là bị sạt lở đấy, cho nên là hôm nay là tạm dừng lại. Chắc là hai anh em thợ là có đi hộ với nhau. Này dưới kia là ông thả cá chép ruộng ấy ông nhỉ? Vâng. Thả mấy con. Mày có biết là ông thả cá chép ruộng ở đâu không? Không biết á. Nhưng mà Mạnh biết là thả cá chép ruộng ở đâu là chắc là đi đi tìm ấy, tầm tuổi này ấy. Sắn quần đi đâu ấy? Cũng đi vào ruộng này. Sắn áo lên mới nhổ được cỏ chứ. Có bán mà cái chạy hết nhở. Những cái bạn ở trên vùng cao thì là những cái bạn nhỏ nhỏ này các bác này đã biết là đi ra ruộng để mà phụ giúp cho bố cho mẹ rồi. Đấy, như Mạnh thì là tuổi thơ hơn cô bác ạ. Là mẹ thì cũng bỏ đi từ rất là sớm rồi. Bố thì hiện tại là không biết là bao nhiêu năm nữa thì là mới về được. Ôi trời, đây là dán cái gì đây? Dán gì đây? Xăm gì đây? Này là xăm hay là dán? Dán à? Chú xem nào, đây chú xem nào. Ai dán cho? Ai dán cho? Tự dán à? Chắc là đi mua kẹo ấy, có cái hình không bác? Có cái hình xong là dán vào. Đấy, nhổ những cây đấy đúng rồi. Nhổ những cây này nhá, nhổ những cây này nhá. Đừng có nhổ cây này nhá. Nhổ cây này là mấy nước mất ăn cơm ấy. Nhổ tận kia kìa, đi nhanh đi. Nhổ gần chỗ ông kìa. Chỉ có chơi bùn là chính thôi các bác ạ. Đây nhá. Này thì là ruộng nhà ông là ông không có dùng thuốc diệt cỏ cho nên là có cỏ rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ là đa số là ở trên quê đấy, người ta cũng dùng thuốc diệt cỏ này là nhiều hơn. Ông thì chắc ông nuôi cá chép ruộng này ra là ông không không có thể để thuốc diệt cỏ. Có vẻ như gà là vào đây nhiều phết ông nhỉ, gà ấy. Nước còn gà nó về ăn cái con lộc cái gì đấy. Nó vào ăn con nồng nọc ấy nhở? Ừ. Mạnh thì là sắp cao bằng cây lúa rồi. Bây giờ Mạnh là phải tầm độ là 3 đến 4 năm nữa thì Mạnh mới lớn hơn thì mới phụ giúp được ông là nhiều hơn các bác ạ. Bây giờ thì còn khá là nhỏ. Thời gian này là ông phải đưa Mạnh là đi học thường xuyên hơn nhỉ ông nhỉ?
Đây, vì là mới đi học cô bác, mới đi học là còn phải ông dắt đi thì là bé Mạnh mới dám đi được. Học độ tầm một tuần rồi quen rồi thì Mạnh sẽ lại được ở trong ký túc xá. Trong ký túc xá thì cháu Lực là ở trên đấy, thì cháu Lực sẽ thường xuyên là ra để mà thăm em, ra để xem em ấy, xem là em ấy thiếu đồ đạc gì không thì mua vào cho em ấy. Đi về rồi Mạnh chưa à? Không biết là đi nhổ đâu nữa này. Mới đất lại là bé ạ. Ra chỗ đây này, chỗ đây mới nông hơn này. Thế này là cứ thế dùng chân xoa xoa này không? Cái cách thủ công ấy các bác, cái cách này ấy. Cái này ông nuôi cá hay là ông không có tiền mua ấy? Cái này ông nuôi cá, ông không muốn phun hay là không, do không có tiền mua thuốc diệt cỏ ấy? Không có tiền mua thuốc diệt cỏ đấy. Cái này từ bây giờ mà diệt mà không được đâu ông nhỉ? Giờ nó lên này không được rồi. Thế này mới cấy được. Đây ông nếu mà xem mà có các bác nào mà ủng hộ cái lá mắt gan của ông ấy thì để ông có thêm kinh phí. Cô bác nhá. Để ông có kinh phí trang trải cuộc sống hàng ngày của ông là nhiều hơn. Ai thấy là bé Mạnh cũng đi tìm mà quay về để mà chóng chóng không á. Để mà chóng như ông này. Mỗi lần mà cháu Lực đi xuống thì xuống nhà hai ông cháu cô bác ạ, thời điểm này thì là xe thì là không có để được ở trên chỗ mà cháu Lực tập kết vật liệu đâu cô bác. Xe thì cháu Lực để tít trên cái chỗ mà cháu Lực đổ vật liệu trên kia đấy, xong là đi bộ xuống cái đoạn đường trên kia thì cháu Lực đi xuống thì cũng ghi hình cho các bác là xem rồi. Những cái ngày nắng thì có lấy xe được, còn những cái ngày mưa như này này là không có để mà lấy xe được nữa. Mày ơi, vào đây, ra đây, ra tận đây này, cứ đòi là một mình làm riêng đâu cô bác. Nhắm lỗ nhá. Cầm một cây gậy chóng chóng để làm nữa. Nhìn trông rất là điệu, nhưng mà ở đây là do là Mạnh là như kiểu là rơi vào cái hoàn cảnh không có tình thương của người bố người mẹ, cho nên là biết làm những công việc này rất là sớm. Nếu mà cứ làm như này thì một mình ông là làm hết tầm bao nhiêu lâu thì là xong cái thửa ruộng của ông? Phải đến tối là biết xong không? Mày ơi, ra bên này Mạnh. Mạnh ơi. Mạnh. Mạnh à? Ở đây có con ốc này. Lục hối này à? Nha. Chắc phải tới rồi đấy ạ. Hết dài cả. Tôi vừa rồi nói tiếng đụng với Mạnh là ở đây có ốc ấy. Xong Mạnh bảo là chú biết nói dối. Đây này, nó chui đi xuống bùn rồi. Này. Chui xuống bùn rồi. Biết là nói dối không lại chạy đi rồi. Thích là một mình làm một góc thôi. Cũng thích là làm với nhau thôi. Thời tiết thì là ban ngày nắng rất là đẹp cô bác, nhưng mà đến chiều tối hay là buổi sáng thì mưa, tỷ lệ mưa là rất là nhiều. Mưa lại còn là mưa dày đặc nữa. Đêm qua là ở đây có sấm chớp to đúng không? Có đây. Sấm chớp to này sắp không dám ngủ với cái bên này ấy nhỉ, nhà bên này ấy nhỉ. Ừ. Này mà gió, này mà sấm chớp mà gió to, gió thổi thì đúng là ngôi nhà của ông thì chạy trong đêm ấy. Năm nay là cái tình trạng chung rồi, cho nên là rất là mong quý ông bà, cô chú, anh chị và Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước thông cảm và hiểu cho Lực về cái lượng là thời tiết hôm nay. Tốc độ thì làm nhà của hai ông cháu thì khá là hơi chậm một chút rồi. Nhưng mà bây giờ thì vật liệu thì cũng đã vào trong nhà hết rồi cô bác. Thì cái đấy thì cũng yên tâm rồi.
chỉ cần trời tiết và ủng hộ nắng nắng lên một chút thôi thì là lá làm được sẽ làm được rồi. Đấy, thanh niên này thì là không biết có nhổ được cỏ không ấy, nhưng mà thấy là dùng cây gậy chống này giống như người lớn ấy. Làm trồng rất là điệu nghệ nhé. Đấy, nhìn thấy bước chân của em ấy đi các bác này, thấy là cỏ là có những chỗ là còn là chưa có được sạch đâu. Đấy, như Mạnh là sau này lớn lên là biết làm ruộng này là nhiều hơn đấy. Sau này Mạnh là phải đi học là nhiều hơn nhá. Vâng. Nghĩ cái gì đây? Vậy ở đây thì là cháu Lực có duyên với lại là hai ông cháu rồi, và tất cả các bác có duyên rồi, thì sau này nếu mà Mạnh lớn lên một chút thôi các bác, thì cháu Lực sẽ không để cho bé Mạnh là bỏ học ra giữa chừng được. Chứ không là nếu như là không có duyên là gặp cháu Lực với lại các cô bác anh chị là Mạnh là chỉ có khi là chỉ học đến lớp 2, đến lớp 3, là đến lớp 5 là tầm là bỏ học rồi. Vì rằng là tầm tuổi đấy thì sau này ông độ tầm 4-5 năm nữa thì sức khỏe của ông là xong, ông sẽ yếu hơn. Nhưng Mạnh phải ở nhà là làm ruộng thay ông. Bây giờ mà không làm thì là không có cái gì để mà ăn rồi. Bắt buộc là phải rơi vào cái hoàn cảnh như thế. Rồi được các bác giúp đỡ như thế này. Thứ nhất là bây giờ giúp đỡ một cái ngôi nhà để cho hai ông cháu là ổn định chỗ ăn, chỗ ngủ nghỉ, che mưa, che nắng. Thì cũng đỡ rất là lớn, cũng một phần rất là lớn rồi. Sáng nay đi học đi quen bạn nào chưa? Quen bạn nào? Sáng nay đi học cùng ai? Đi học cùng ông à? Sao phải trả lời là cháu đi học cùng ông nhá? Nhớ chưa? Làm cây gậy mà thanh niên rơi. Nhặt lên nào, không được lấp nào. Lấy lên. Cây gậy rơi là lấp luôn nhá. Đấy, bẩn hết rồi, dính bùn hết rồi. Một tí nữa là áo quần là dính bùn hết rồi đấy. Ông cũng muốn cho Mạnh ở nhà ấy, nhưng mà Mạnh là không chịu ở. Cứ đòi ra đây làm ruộng cùng ông thôi. Đấy, nhổ nhanh lên. Hai ông cháu là mỗi người là cầm một cây gậy là ra ruộng để mà làm. Ôi, tí nữa ném chúng ông rồi. Tí là quần áo là bẩn hết đây một tí á. Nó qua rồi, còn đâu. Tụi cũng nông tốt xíu, nó bực hờ à. Thì thử nước hiến à, nhắn. Đấy, bẩn hết quần áo rồi. Thì cũng nghịch nhau. Ấm rồi để hái à. Ừ. Thì thử nước đấy, chết cũng xíu à. Nói vài câu là bắt đầu là dối hờn là chạy đi rồi. Thế bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng ông là làm một chút để cho nó tốc độ của nó nhanh hơn các bác ạ. Vừa rồi thì là cùng ông đang làm ở phía bên kia các bác ạ. Thì là nghe thấy ở bên này có một tiếng là bị sạt xuống. Nên là cùng ông là chạy ra đây để xem luôn nào. Nhà của hai ông cháu thì hiện tại là cái phần móng của nó các bác nhé. Móng của nó thì đã đổ hết và hoàn thiện rồi. Thế còn là phía trước mặt này là sau này sẽ hạ thấp xuống để mà làm cái bậc cầu thang để mà lên. Ôi, chỗ này bị sạt rồi không? Ừ. Rồi. Có khuya thì sạt ít thôi mà. Đêm hôm qua thì mưa cả đêm thì sạt nhiều lắm. Ôi, thế là vừa rồi cháu thấy là xuống là sạt một ít thôi mà bây giờ đến tận đây rồi. Vâng. Đến tận cột rồi. Đêm hôm qua mới sụt thôi mà.
Nhưng mà vừa rồi là bị sạt nhiều hơn hả ông? Vâng, sạt nhiều hơn đấy. Thế thì cái này thì cái lá này thì làm sao mà ở được nữa? Lá này là phải chắc là phải gỡ bỏ rồi. Thế bây giờ phải giữ thôi. Khi mà bây giờ nó để xi thì cứ mà không phải tìm cây về chống cái cụt này. Không sửa cái cụt này xuống. Thế cháu nghĩ là chỗ này là bây giờ chắc là phải gỡ ra rồi ông ạ? Vâng. Phải gỡ ra rồi, vừa rồi thì là với lại ông đang làm ở phía bên kia cô bác nghe thấy một tiếng là bị sạt xuống ấy. Ở phần này thì là hôm nọ cháu được cùng là nói rồi cô bác ạ. Là lấy bật ra thì đâu. Thì mưa nước tràn xuống nhiều lắm. Đấy, cháu được cùng đá nói rồi cô bác ạ là sau này sẽ phải là cuốc lại thêm một chút đấy. Nhưng mà đến hôm qua thì là thời tiết là mưa nhiều quá. Thành ra là đến sáng nay là bị sạt một chút đây. Vừa rồi thì là đang làm với ông thì là bị đổ, bị sạt từ trên này xuống. Ôi, vừa rồi bị sạt bị lấp hết cả cái phần móng này rồi. Vâng. Rửa đầu đó. Cái này là mai chắc là phải hót lại thôi ông ạ. Vâng, hót lại. Ông cầm xẻng hót chỗ này một tí không? Vâng. Ông hót thành một rãnh đi, tối nay nó mưa ấy. Sợ là tối nay mưa, ông cầm xẻng kia hót một rãnh từ kia ra đây. Từ chỗ con chó kia ông ạ. Để cho nó không cho nó bị chảy vào phần móng của nó. Một tí nó sẽ phải điện cho máy cho anh thợ là xuống đây để mà xem cái phần móng này một chút đó cô bác ạ. Xẻng ở trước mặt ông hay không? Đây, phía bên này thì là thấy là còn bị giò nước là từ đâu xuống đây nữa này cô bác này. Nói là cái phần đằng sau tản ly này cô bác này là đào được từ rất là lâu rồi, ít nhất phải được tầm độ 2 tháng rồi nhưng mà đến hôm nay thì thấy là nó bị sạt ra nhiều hơn. Ông hót thành một cái rãnh đi để cho nó nước nó không chảy. Ôi, cái phần này là hôm qua cũng bị là ôi rồi. Cái này là hôm qua là mưa là cũng bị lấp hết cả phần móng này rồi. Đây là sau này là vẫn phải đào ra tận phía bên này cô bác nhé, vẫn phải đào ra hết này này thì nó mới rộng chỗ hơn được. Cái đất khu ở nhà ông này này cô bác này thì nó hoàn toàn là thuộc dạng là cái đất cát đấy, đất cát hết rồi chỗ này ấy. Đây, nguy hiểm quá, nếu mà ở đây mà một quận mấy em thợ mà xây lên cao lên ấy thì cháu lực nghĩ là sợ rằng là sẽ bị đổ tường đấy. Cháu lực từ xa về để mà nói cho các bác là cùng biết thêm là một chút này các bác này. Phần phía ở trước mặt ông đấy các bác thì sau này sẽ đào hết ra cái phần này ra này, đào hết cái phần này ra và ở phía đằng sau này nữa sẽ đào hết tận là trên kia xuống này để cho nó hạ cái phần theo cao kia các bác thì sẽ hạ cho nó thành hai bậc và đằng sau chỗ này thì là sẽ phải đào, lại phải đào ra hết nữa để tránh trường hợp là sau này nó lại tiếp tục là bị sạt xuống và thứ hai thì để là đằng sau nhà của ông là rộng hơn. Thế rồi. Ông hót ông cào ra thành một cái rãnh là được rồi để cho nước nó không bị chảy ra. Đấy, ở bên kia mà ông vừa mới đào ra tôi thấy là ngấm nước rồi đấy. Ngấm nước cho nó xuống đường đi. Ở bên kia nó cao quá ông ạ, ở bên kia này. Đi cao. Đấy, hình như lại chạy đi thay quần này các bác này. Vừa mới đi xuống ruộng một tí lại đi tìm quần để thay rồi. Đấy, còn ra phía những cái khu ở mặt bên dưới này các bác này. Ở đây thì là không bị ảnh hưởng ở cái gì đâu các bác nhá. Do là cái phần này này các bác, phần này thì là hôm trước là dùng cái bạt này này để mà che cái phần cắt ấy, cho nên là nước nó mưa là nó chảy ra đây. Nên nó bị giò hết cái phần
là đất mượn của nó đi xuống tới hết này. Chỗ này thì là trước phía mặt, phía cái phần cái phần sân nhà thì là không bị ảnh hưởng gì hết cả. Ngôi nhà của hai ông cháu là làm mà tới đâu thì cháu được xé cái hình tới đấy cho các bác là cùng biết. Chỗ đằng sau của ông là sau này là phải hạ hết đấy ông ạ. Chắc là này là phải nhờ thêm người hàng xóm rồi ông ạ nhờ. Chứ không hạ là nó sau này là xây lên là nó bị như chỗ kia là bị sạt xuống là đổ tường ấy. Chỗ này cũng tương đối là khá là cao đấy ông nhỉ. Trên này thì mấy nữa là hạ thành làm hai bậc không ạ? Hạ làm thành hai bậc thì mấy nữa mình có thể là mình đằng sau là mình để mà trồng cỏ cũng được này. Chỗ đó của họ. Của họ á? Chú đó là cái lũ ở trong. Ờ. Nhưng mà đây bây giờ nếu mà ông dùng đất để đổi được không ông bây giờ ấy? Hả? Bây giờ dùng đất để đổi được không? Nó không đổi à? Nó không đổi á? Thế cũng khó nhỉ? Chỗ kia là không phải là thửa ruộng của nhà ông đấy à? Phải. Bây giờ thì là chỗ này cũng khá là khó này các bác này. Thứ nhất là phần trên tản ly trên kia là không phải là ruộng của nhà ông, và thứ hai thì là cái phần tản ly bên kia nữa cũng không phải là của ruộng nhà ông. Chỗ này là một tí nữa dùng bạt về che ông nhá. Đêm nay mưa ấy. Hôm nọ bạt cháu mua xuống là còn đúng không? Còn. Vẫn còn đúng không? Dùng bạt về mua và cháu mua bạt về xong là đêm nay ông che hết chỗ này lại ông cháu nhá. Đêm nay nếu mà mưa to quá thì bảo vệ cháu với ông nhá. Cái phần xi thì là ở phía bên này thì cháu Lực đã mua lên khá là nhiều bạt để mà che rồi các bác. Xi thì rất là yên tâm rồi. Còn sắt mọi cái này các bác này, sắt thì là cũng đã là làm cái phần móng này hết rồi. Hôm nọ thì cháu Lực cũng nói đấy, cháu Lực bận một chút việc ấy là không có lên để mà ghi hình cho các bác là cùng biết về mấy anh em thợ là trong lúc mà đang làm móng ấy, nhưng mà lúc mà lấy vật liệu vào chuyển vật liệu thì cháu Đức cũng đã ghi hình hết rồi, là có đầy đủ, là có sát hết đấy. Và ngôi nhà của hai ông cháu thì cháu Đức là cũng đọc một số ý kiến bình luận của các bác nói rằng là nhà không để cột đấy là không có chắc chắn đấy, nhưng mà đây là cháu Đức làm móng nhà cấp 4 thôi. Nhưng nếu các bác có theo dõi được là một số kênh thiện nguyện làm ấy thì người ta là xây bằng gạch bi, người ta còn không có làm bằng phần móng này đâu. Móng này thì cháu Đức làm rất là dày các bác nhá, sâu đi xuống là tầm 20 phân nữa, rất là dày. Bây giờ thì cùng ông là làm ở chỗ kia một chút đã. Cháu Lực xin phép là kết thúc cái video này thôi các bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác rồi hai ông cháu mình làm luôn nhá. Chào các em bác sĩ nhá. Nào, Mạnh gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bà nào. Rồi, bye bye. Xin chào các bác. Thưa các bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đây cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng được là ông lên trên rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ của bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào ông? Vâng, nước uống hàng ngày. Đúng rồi, nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy, vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút thì là để cho Lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút ông nhỉ? Vâng. Này ông. Uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này của bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này của bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ủa ôi, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh của bác. Màu rất là đẹp này.
Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà Chuẩn Lực đang ở trước mặt Chuẩn Lực hiện tại, Chuẩn Lực bán hộ là ong sò. Nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ Chuẩn Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và Chuẩn Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không? Ông thì có lời cho các bác các chị từ khi ra thuốc này để mà uống bình nước và uống hàng ngày thôi. Các chị liên quan đến thì nhưng mà ít thì gửi đi cho các chị cấp em các chị lên nữa rồi không biết nói nhiều. Xin cảm ơn các chị các bác, xin cảm ơn. Tắt đây. Thank you.